đường không anh? Wow. Thử xem cái cua này thế nào. Cua thần thánh này xem có lên được không. Wow. Này đứng bên này nhìn cua này cá nữa. Lên được không? Wow. Lên á. Thằng này định lên đấy. Tụt đấy, cẩn thận, từ từ tránh xa nó ra. Nó tụt đấy, nó vả cua đấy. Đấy, nó vả đấy. Wow. Lên. Ôi, ô tô này còn xuống nữa. Wow. Ý. Bao người hóng xem là xe có lên được không kìa. Các bác kìa. Wow. Ý. Toàn cua gấp thôi. Xe đang rất nhiều nhá. Cả phượt thủ nhá. Du lịch đấy. Wow, xe vẫn lên. Đấy, vẫn lên. Vẫn tiếp tục có xe lên nhá. Wow. Ai, con đầu kéo này lên đây, đang chở máy múc này lên đây. Qua suối cạn nhá. Đấy, xe đằng sau vẫn xếp hàng lên. Thế nào? Qua được không? Một vả. Đây, đằng sau đây. Xe đi như ăn cưới. Úi. Một loạt. Một dòng xe đã lên. Tránh rồi, lên rồi. Lên rồi, phượt lên được trước rồi. Còn ô tô rồi. Wow. Du lịch, các bác thấy nào? Du lịch Hà Giang. Wow. Đẹp mê hồn. Wow, bụi mù chưa, tắc đường chưa. Đây là xe đầu kéo. Ơi, bình chưa, xe vẫn đang lên nhá. Ừ. Ơi, lên tiếp. Cua này không vả vào được rồi. Cua này không lên được à? Ấy, tụt cua rồi. Wow. Không lên nổi. Lên. Rồi, xe thế này đây. Vẫn hàng loạt các loạt xe. Rất nhiều. Wow, vượt lên. Lên. Chào các chị em phượt thủ. Tuyệt vời. Lên, xin chào. Chào nhá. Tuyệt vời. Wow.
đang tiếp tục lên nhá. Các bác thấy Hà Giang hùng vĩ không? Ấy, đây là đi hẻm Tu Sản nhá. Vẫn đang tiếp tục xe lên nhá các bác nhá. Xe vẫn cứ lên, vẫn cứ lên, lên nhiều nữa. Đấy, đằng sau này các bác này. À, đấy. Đằng trước này, đấy. Đang đứng ở góc máy này có thể xem được hai ấy luôn. Xe vẫn đang tiếp tục lên nhá. Lên rất nhiều. Đấy. Đang nối đuôi nhau. À. Đấy. Vẫn đang lên nhá. Chưa thấy có dấu hiệu giảm sút nha. Đấy. Đẹp chưa? Du lịch Hà Giang nhá. Thất thủ luôn các bạn. Bến thuyền. Tắc đường trên kia nữa tiếp rồi. Tắc đường luôn. Wow, lại tắc đường, vẫn tắc đường, vẫn chưa đi thông được này. Thất thủ. Đồng quá. Mình xe máy lắc được hết mà. Wow. Đấy. Đường ở vùng cao nó vẫn còn nhỏ các bác ạ. Các bác thông cảm tí. Nhỏ mà vực dốc đèo. Đây xe Nam Định nha. Subaru là xe của Nhật nè. Subaru. Wow, vẫn lên này, vẫn lên tiếp nè. Wow. Đi được không? Đi được. Wow. Vẫn tắc đường này, úi rồi. Lên tiếp này. Wow. Mấy cây số. Lăng cu lơ này. Suzuki này, đấy. Transit này, ô lên. Ôi ôi, vẫn tắc này này, mà chưa thông. Ôi dồi ôi, vẫn còn đang tránh nhau này. Lên. Xe máy là đi lắc được các bạn. Đấy, vượt được hết. Vẫn còn là vướng con xe cẩu này. Đấy. Do xe cẩu này nên là bị tắc. Xe cẩu nó chở xe to nên là đa phần những cái xe này không tránh được. 5678. Wow, này tránh sao? Wow, vẫn có người xuống này. Này là... Wow, lên, vẫn còn một cua nữa mà. Có vượt, nó lùi đấy. Lùi đấy, đấy. Wow. Wow.
Ôi xe của mình mới nhở mới hỏng nhốc rồi ấy. Hả? Nhiều ba bạn nhiều quá. Đi đường sóc quá. Vẫn còn một cua nữa là trên này này. Các bác là vừa xem một loạt các loại xe. Hiện giờ thì đúng là số đen. Đến ngay bãi hoa này thì hàng loạt xe lại bị tắc đường tiếp. Tại vì xe to kia không qua được. Cả xe của em phèng phèng luôn. Đó. Bị tắc đường hết. Xe đầu kéo kia có một ô tô tải bị tắc đường. Thế là hàng loạt các loại xe sau lại bị tắc. Đây là chính là hiệu ứng của ngày hội hoa Tam Giác Mạch tại Hà Giang. Đấy, bây giờ thì chưa chính thức là diễn ra cái ngày hội đâu, nhưng mà bà con nhân dân tỉnh Hà Giang đã trồng rất nhiều các loại hoa. Đấy, đặc biệt là loài hoa nổi tiếng trên cao nguyên đá Đồng Văn là loài hoa Tam Giác Mạch. Đấy, thì đến mùa này thì là dân phượt này, rồi là rất nhiều nữa ở các nơi kéo về, nên là cái khu vực bến thuyền ở đèo Má Pì Lèng ấy nó gần như là tắc luôn. Đấy, mà hôm nay thì các bác lại thấy một cái ô tô kia nó tắc ngang đường ấy. Đấy, hiện giờ thì là cái xe tải ấy, người ta chở vật liệu nó bị hỏng chết máy giữa đường, không biết là cái xe, những cái xe kia có qua được không. Nhưng còn rất nhiều xe đằng sau nhá, hàng dây dài luôn đấy các bạn. Các bác xem qua video thì biết rồi. Đấy. Mời các bác là lên đến với Hà Giang đi, lên lên nhanh đây. Đấy, sắm ba lô và xách quần áo lên để đến với Hà Giang, đến với cái loài hoa Tam Giác Mạch này để chụp được cho mình những cái bức ảnh đẹp nhất trên cao nguyên đá Đồng Văn. Các bác nào đi du lịch thì liên hệ qua cái số điện thoại trên hotline trên màn hình nhá, du lịch Hà Giang. Thuê xe này, các bác chỉ cần nộ địa điểm ở Hà Nội thôi là đón các bác trực tiếp được ở Hà Nội luôn. Đó, cái số điện thoại đó sẽ tư vấn cho các bác biết được như thế nào và ăn ngủ như nào, đi ra làm sao. Đó, qua nhóm của anh em Tất Thắng. Tắc đường ghê quá. Đấy, thằng đi vào giữa bãi hoa cho các bác biết này. Đấy, bãi hoa Tam Giác Mạch đây. Mùa hoa Tam Giác Mạch. Cái này nó phải cao đến 6-70 phân ấy. Hoa này cao, cao lắm. Ở đây thì địa phương họ có cắm một cái chữ biểu tượng Tam Giác Mạch năm 2022. Đấy. Xe vẫn chưa qua được. Đấy, một xe cao ti đã lọt rồi. Đấy, còn những cái xe nhỏ không biết có lọt được không. Cao ti một cái lọt. Những cái xe gầm thấp ấy, không biết là có qua được không ấy.